Hàng này nó mất tiền, phải làm kỹ. Đồ sợ nó bể. Gửi đi bưu điện là cả chục lớp. Nó mất tiền lắm. Gặp cái chứ. Gặp cái này nè. Chó thùng nó đẹp. Dùng gì mạnh nặng nha, hai mấy ký đó, nó nặng hơn mấy kia nhiều lắm á nha. Bên bên qua bên xăng đi kìa. Bỏ đây luôn, bỏ đây anh chị. Xăng chưa? Hả? Chưa chưa, hỏi anh thử, anh chịu không mình thử mới sao. Cái này thôi. Rồi 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 ok. Thử thử em coi. Đây là cái này. Nó le. Nè đó hay mình chứ. Đóng mẹ phá nha. Rồi nhớ cái rồi rồi. Rồi lựa khúc ngay thì giống này nè, để này. Có nhớ chưa? Có luôn, có sẵn. Nghiêng thùng lại, nghiêng cái bình lại. Rớt nắp. Được rồi chứ. Để hồi chạy ít thôi, chạy nhiều nóng không nổi đâu. Để thôi, đúng rồi. Cái nhớ nhớt chở này chứ. Trên xe nó. Xe thì về, dịch này chạy xu vậy. Nữa là chở gì vậy? Alo. Đỡ vợ cái dòng vực cho nó. Đúng rồi, đúng rồi. Bảy triệu rưỡi cho lên. Không đuôi không đầu á. Ra bảy trăm á, đúng rồi. Đi đâu liền á. Giống cá mình ra, đúng rồi. Yeah, đúng rồi. Ở đó 49 nút bảo A phần 7 hút chân anh. À đúng rồi, nếu mà anh nó đau xuống. À vô dòng xe đầu tiên xúc chân gặp em, lớn nhất xúc chân. Ok anh, ok. Thì nó lú không hay gì anh đâu. Ừ. Nó dư đó chứ, nhớ cái dư đó. Cái này chạy cả đời á. Được rồi, mua 20 năm á, chạy 20 năm. Cái này như nguyên con của Nhật xem. Nhật luôn, không hồi xưa Thái giờ tại Nhật luôn. Rồi được rồi tới Thái. Dạ. Đợt này là Nhật luôn. Nó không có cho làm qua bển, nó nhái không cho nữa. Hồi xưa là bô này dễ gãy nè. Còn sắt bây giờ là đốc luôn. Em mê nó không anh ơi, cũng khổ lắm chứ phải không? Cái mua cái mới đã cái bỏ nhà chúng cài lấy bỏ rồi. Cài lấy cái đầu buộc còn phải mới mua lại có vỏ Cà Mau đó mà không. Được chứ anh, nó chàng. Mua lại. Đúng không? Lúc này không? Cho gần miếng ha. À, miếng ha, miếng. À, anh Tú anh thấy anh có quay mấy cái clip lên con mấy cái cặn lắm nó luôn á. À, có chứ quê á. Ở dưới xuống cặn luôn. Đúng rồi. Tao nãy sáng nó gửi lên. Ừ, vậy nói trước đi em ơi. Thôi mà để đi, mới mốt thì mình dài đó mình đó mình đi đó mình lấy cũng được mà. Cái này sắt thì có 600 mà. Dạ, thì nóc 1.2. 1.2. Nóc 3.4 nha, chống sét. Là cái nền không là bóc lắp luôn anh. Anh về xài đủ. Đủ hết. Anh về là gắn ốc có sẵn hết trơn luôn. Chơi chiến dịch Cà Mau luôn không? Nó nhìn Cà Mau mắc hơn cái lắp. Thiệt đó, phải không? Vậy nó chiến dịch Cà Mau mắc cái lắp. Dữ dần đẹp lắm. Nó tới 1.5 nè. Anh đi chơi đâu? Vô đâu? Dài vài ngày á. Vô đâu vài ngày á? Nó còn khích á. Giật anh. Đè nó giật. Nó còn cứng. Mạnh lên chứ.
Không leo này nè. Okay.